móng thôi. Bông, những cái móng cầu ở dưới biển. Qua đây xéo đây tí xíu là chị. Năm 1934 thì những cái trụ cầu đầu tiên nó cũng đã được bắt lên. Đó, những cái trụ cầu bắt lên. Và qua thẳng một tí xíu nữa là năm 1935. Đến ngày 27 tháng 5 năm 1937. Cô bác anh chị thấy là ở đây người ta quảng cáo cái công trình của cây cầu nó đơn giản thôi. Những cái mốc lịch sử thời gian người ta không cần dùng chữ nhiều. Người ta chỉ cần hình ảnh, những cái hiệu ứng đèn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại Los Angeles thuộc tiểu bang California của nước Mỹ. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là một cái siêu thị Thuận Phát. Thấy cũng có tiếng Việt nữa, ở dưới là tiếng Trung, thấy dễ thương ghê. Và đây là một cái không gian trước cái khu chợ này nè. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ sẽ có một cái chuyến hành trình dài từ thành phố Los Angeles về lại thành phố San Jose của California. Và đây cái hành trình này thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ với cô bác anh chị là Bùi Hồ sẽ đi bằng phương tiện đó là xe đò, mang tên là xe đò Hoàng, hoạt động cũng khá là lâu rồi. Và thời gian di chuyển là từ Los Angeles cho đến San Jose thì đến khoảng 6 tiếng đồng hồ bằng xe đò đó. Và có một điều đặc biệt nữa là xe đò ở đây nó không giống như xe đò ở Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Nếu như mà xe đò ở Việt Nam ở thời điểm hiện tại á, thì đa số các xe đều trang bị giường nằm, máy lạnh để di chuyển đoạn đường xa. Tuy nhiên xe đò Hoàng ở đây vẫn hoạt động với ghế ngồi nè. Và di chuyển với một đoạn đường 6 tiếng thì cũng khá là dài. Và trước khi đi thì Bùi Hồ với một người bà cũng đã đặt một cái vé xe. Và tổng cái chi phí giá vé xe là 50 đô cho một người, có nghĩa là khoảng 1,2 triệu của bác của anh chị. Và không có trang bị một cái suất ăn, chỉ tặng thêm nước thôi. Bây giờ mời cô bác anh chị tiếp tục cùng theo Bùi Hồ để mà hành trình về lại San Jose và San Francisco ngay tại tiểu bang California của Mỹ ha. Một vé là 50 đô. Tới San Jose khoảng chừng 4:15, estimated arrival time San Jose about 4:15. Mình sẽ ngừng ở giữa đường nghỉ và khoảng chừng lúc 12:15 nha bà con, nghỉ 15 phút. Please take a seat and ready for the fare, please. Thank you. Yeah. Rồi từ khoan, chị chuẩn bị tiền xe đưa cho ảnh rồi bước qua. Dạ, chào chị. Có ai chưa có nước uống mà con ơi? Có ai chưa có nước uống không? Có ai cần nước uống gì không? Hai người. Dạ, vé là 50 đô, khoảng 1,2 triệu. Kinh khủng không? Và Bùi Hồ mới vừa đi một cái đoạn đường khá là xa trên một cái chuyến xe đò Hoàng. Phía sau lưng đây là một cái trạm dừng chân thôi các bác anh chị, để hành khách có thể đứng xuống để mà đi vệ sinh. Ở phía bên đây đây chiếc xe đò của mình nè, xe đò của người con nè. Các bác anh thấy quý anh chị thấy không, còn ở bên đây là cái cây xăng. Tôi sẽ chia sẻ cho các bác anh chị biết ha, đây là cây xăng và người lái sẽ tự đổ. Ở đây là có thể là trả qua thẻ nè. Ở đây là số số tiền
số tiền ở trên là đô, ở dưới là số galon 7,5 galon là 32 đô. Rồi anh chị. Và không có nhân viên gì hết này. Đây là một cái trạm đổ xăng dầu. Đây chị bên đây nè. Sẽ tự bỏ thẻ vô và tự châm xăng luôn. Kiểu gì nhà thấy không? Cô bán anh chị thấy cái cách mà đổ xăng ngay tại Mỹ chưa? Đó. Tự châm xăng có tiền rồi tự mua tự châm tự đổ vô luôn. Thì Bùi Hồ cũng bắt đầu một cái hành trình đi từ Los Angeles về lại thành phố San Francisco, và phía bên đây là một cái đồi núi, rồi xa xa là có những cái eo biển đó kìa, rất là đẹp ha. Đây là cái trái bắp. Ôi, không biết là cô anh chị có thấy không? Trái bắp này là có giá là 1,5 đô, 1 đô với lại 1 đồng với lại 5 sen. Thì tính theo tiền Việt là khoảng 40.000 đồng. Do ở trên xe là người ta chỉ có cho mình chai nước suối này thôi. Chai nước suối này thôi. Và đi hành trình dài đến 6 tiếng nè. Nên là nữ là mình phải chuẩn bị bắp nè, thức ăn nè. Cô bán chị thấy đây là ghế ngồi chứ không phải là giường nằm giống như ở Việt Nam ha. Ở Việt Nam thì bây giờ sướng rồi, đi xe đường xa có giường nằm. Còn ở đây là ghế ngồi, còn bên đây là cái cảnh xung quanh ở tuyến đường nè. Mình nhìn thấy nó có màu vàng, được có cây màu xanh, rồi cộng thêm với lại đồi núi nữa, mình nhìn thấy nó hùng vĩ. Cho coi miếng xíu nè. Nhìn thấy đẹp không cô bán anh chị? Ôi trời ơi, nhìn thấy cái cảnh nên thơ ghê á. Đó, cái cảnh này á mà ở ngoài gặp mấy bạn trẻ chụp in là số dách luôn. Trời ơi cái cảnh kìa. Yeah. Giờ này á vừa nắng lên nè, ở dưới nước thì màu xanh. Cộng thêm những cái đồi màu vàng á làm cho cái khung cảnh nó chill dữ lắm. À, đi lên đây thì cố gắng chia sẻ cho cô bác anh chị biết được luôn. Còn đây là trên xe nè. Xe này là xe đồ hoàng, một chuyến đi như vậy là khoảng 50 đô được khoảng 1,250 triệu tiền Việt. À, hành trình đi khoảng 6 tiếng khoảng 600 km/h của anh chị. Do là ở trên San Francisco ở San Jose có khá là lạnh. Và Bùi Hồ đi từ Los Angeles về San Jose thì ở trên đó nhiệt độ là Bắc Cali, nhiệt độ nó lạnh nên phải chuẩn bị một cái áo khoác như thế này. Á, à, đẹp không? Có cái hồ nhìn thấy đẹp ghê ha. À, Bùi Hồ đang có mặt trên một chiếc xe của người Anh. Mà không nói ra thì cô bác quý anh chị sẽ không biết rằng là Bùi Hồ đang có mặt tại nước Mỹ. Anh Minh ở đây là địa chỉ ở đây là San Jose. Dạ. Và kế bên Bùi Hồ đây là anh Minh. Thì anh Minh đã định cư ở Mỹ từ rất là lâu rồi. Bùi Hồ cùng với lại anh Minh đang có mặt tại thành phố San Francisco của tiểu bang California của nước Mỹ. À, từ nhà anh Minh di chuyển một đoạn đường rất là dài đến đây. Anh Minh ơi thì em là người coi như là chia sẻ những cái đoạn clip về người Việt ở Mỹ cũng như là những cái cảnh quan nước Mỹ. Thì thật ra là lời đầu tiên em phải chân thành cảm ơn anh đã, gia đình anh đã phải nói là dành cái thời gian quý báu của mình để cho em và cô bác quý anh chị được biết. Thì anh Minh có thể giới thiệu sơ lược về cái nơi mà mình anh em mình đang đang đến và cũng như là sơ lược về một cái công trình kiến trúc của nước Mỹ anh Minh ha. Cái này thì xin chào khán giả của kênh Bùi Hồ TV nha.
Thì ở đây là chỗ này là cái nổi tiếng từ xưa giờ, là một trong bảy kỳ quan của thế giới rồi, cái chỗ cái cầu treo này nè. Dạ. Thì thỉnh thoảng cũng bạn bè tới đều dẫn ra đây chụp hình đó, check in ở đây hết á. Dạ. Thì bữa nay Bùi Hồ qua thì cũng hân hạnh được dẫn Bùi Hồ đi vòng vòng tham quan ở đây. Dạ. Thì cái tiểu sử này thì có lâu đời lắm rồi, nổi tiếng rồi. Ừ. Mỗi khi là người thân qua thì anh đều dẫn đến cái cầu này lại check in. Để check in. À, mà người ta nói là khi đi đến là Bắc Cali thì mà chưa đi đến San Francisco, chưa chụp hình với cái cầu đỏ này thì coi như là chưa đến Bắc Cali. Và bây giờ mời cô bác anh chị tiếp tục cùng lại đây ha. Xích lại đây ha chị ha. Và trước khi tham quan nói tiểu sử về cái cây cầu đỏ này á, thì cô bác anh chị sẽ đến đầu tiên là cái mô hình của cây cầu. Đúng anh Minh ha. Đây là sẽ tóm tắt tiểu sử về ngày tháng hình thành của cây cầu bắc qua một cái đại tây dương. Cô bác anh chị biết rằng là nước Mỹ thì được bao bọc bởi hai đại dương rất là lớn, đó là đại tây dương và thái bình dương. Và bây giờ lại đây tí xíu ha. Và phía sau trước mặt của cô bác anh chị á, đây là cây cầu đỏ, một trong những biểu trưng không bảy kỳ quan của thế giới đó, những kỳ quan của thế giới, mà không những là biểu trưng của bờ Tây của nước Mỹ mà là biểu trưng của cả công trình kiến trúc của nước Mỹ luôn. Cô bác anh chị biết nó kinh khủng cỡ nào. À, anh Minh ơi, anh có biết tại sao cây cầu này lại được sơn màu đỏ không? Ờ, cái đó chắc không rành lắm đâu. Thưa với cô bác anh chị, cây cầu này có tên tiếng Anh là cây cầu Golden Gate. Golden là màu vàng, còn trong tiếng Anh là màu vàng, còn gate là cái cánh cổng, gọi là cầu cổng vàng theo tiếng Việt. Nhưng mà tại sao nó sơn màu đỏ mình không biết. Dạ. Sao nó sơn màu đỏ. Có một thông tin mà Bùi Hồ mới vừa đọc được á, là do cây cầu này sơn màu đỏ tại vì ở ngay tại cái vịnh San Francisco này á là được bao bọc bởi sương mù. Vì cái cầu sơn màu đỏ như thế này để cho nổi bật giữa những cái làn sương mù đó, và những cũng như là những cái cổng xung quanh. Và khi màu đỏ này đến những cái mùa thu hay những mùa khác anh, thì cái màu đỏ này nó sẽ gực lên, màu cam hay là buổi sáng gì đó, bình minh nó sẽ nổi những màu khác. Cái màu khác nó trội hơn để cho ta dễ thấy, để cho người dân người ta dễ check in, dễ chụp hình, dễ thấy. Và cây cầu nối dài này nó 2,7 km là hai cây số 7 đó. Dạ, hai cây số 7 á. Và phía trước mặt của cô bác của anh chị đây là một vị kiến trúc sư để xây nên cây cầu này. Đó, và cây cầu này là cây cầu treo dài nhất thế giới đúng không anh? Cây cầu này là cây cầu treo, cây cầu dây, cây cầu dây thôi. Cây cầu dây đó. Và phía bên đây nè, có một điều khá là bất ngờ khi mà Bùi Hồ với lại gia đình cùng với lại chị Mùi với lại anh Minh đi xong một vòng check in chụp hình thì mới phát hiện ra một điều khá là đặc biệt. Mình sẽ nhìn hướng từ bên đây ha chị ha, cho cô bác anh chị đây. Nhìn hướng từ bên góc độ mà máy quay mà đang cô bác anh chị đang xem là đây là hai cái tấm biển cực kỳ lớn. Truy đi là truy đi. Ở đây là từ năm 1933 đến năm 1935. Năm 1933 cây cầu này chưa xây dựng thì nó chỉ mới xây dựng khởi công, nó chỉ là một cái nền móng thôi, một những cái móng cầu ở dưới biển. Qua đây xéo đây tí xíu hả chị. Năm 1934 thì những cái trụ cầu đầu tiên nó cũng đã được bắt lên. Đó, những cái trụ cầu bắt lên. Và qua thẳng một tí xíu nữa là năm 1935. Năm 1935 thì hai trụ cầu cũng được hình thành. Chị qua cái máy đó. Và qua cái biển thứ hai ha. Anh Minh thấy rõ không? Thấy mà nó nhỏ nhỏ đó mà đây mình truy đi mà. Đây là ngày 27 tháng 5 năm 1936 thì nhịp cầu cũng đã bắt đầu bắt lên. Đó, rồi qua đây. Công đoạn ha. Dạ, từng công đoạn. Và đã qua đây tới năm 1936 đó. Và thẳng, nếu như mình nhìn thẳng vô vậy luôn là đến ngày 27 tháng 5 năm 1937 thì cây cầu được khánh thành. Đến ngày 27 tháng 5 năm 1937. Cô bác anh chị thấy là ở đây người ta quảng cáo cái công trình của cây cầu nó đơn giản thôi. Những cái mốc lịch sử thời gian người ta không cần dùng chữ nhiều, người ta chỉ cần hình ảnh, những cái hiệu ứng đèn. Nhưng mà cái này bằng đêm mới đẹp. Đúng rồi bằng đêm là đèn nó đẹp lắm đó, bằng đêm đó. Đây là cái bảng hiệu ứng đèn. Người ta không cần giới thiệu gì, những cái công trình phải đọc chữ cho nó dài dòng. Chỉ cần những hình ảnh mô họa thì mình sẽ thấy được lịch sử xây dựng cây cầu là từ năm 1933, 34, 35, 36, 37. Đến năm 37 là khoảng 4 đến 5 năm là cây cầu này hoàn thành. Và cây cầu mang tên là cây cầu Cổng Vàng.
vì đây là một cây cầu nối giữa vịnh San Francisco với lại bên kia phía bắc của Đại Tây Dương. Và từ cái cây cầu này nối làm cho nền kinh tế của nước Mỹ đi lên, nên người ta gọi là giống như là mở ra một cái cổng màu vàng để làm cho nền kinh tế nước Mỹ phục hồi. Đó, cô bác anh chị thấy không? Không ngờ đúng không? Không ngờ đúng không cô bác anh chị? Và thật ra khi Vừa Hồ chia sẻ lúc này, Vừa Hồ cũng không có ngờ. Còn phía bên đây, gần gần tí xíu, nãy giờ Vừa Hồ với anh Minh với lại chị cũng đã chụp hình check-in. Lúc đầu thì anh em cứ ngỡ là một vị tổng thống nào đó của nước Mỹ nhấn nút lễ khánh thành cây cầu. Nhưng mà sau khi tìm hiểu thì ông là một cái kiến trúc sư tài ba để mà thiết kế cây cầu đỏ này. Đó. Người ta sẽ đặt tượng ông đứng ở trước cây cầu đỏ này. Đây là một cái công trình mà phải nói là kiến trúc rất là vĩ đại của nhân loại ở cái thời điểm vào năm 1930 thế kỷ thứ 20. Đó. Và bây giờ thì có hai lối đi, mình sẽ đi hướng nào anh Minh? Đi hướng này. Đi lên đường này đi. Đi hướng trên ha. Đi hướng này nè. Dạ. Và cô bác anh chị thấy không? Đây là những cái băng ghế của người ta ngồi nghỉ. Và ở Mỹ thì người ta làm cái băng ghế bằng gỗ. Bằng gỗ hết à. Anh đã đi đến đây bao nhiêu lần anh Minh? Đi hoài à, đi nhiều lần rồi. Dạ. Thì mỗi bạn bè tới là dẫn ra đây đó. Mỗi lần đi thì cái cảm xúc của anh như thế nào? Thư giãn thích lắm. Ra đây là quá đầu óc thư giãn, khỏe lắm. Ở nước Mỹ thì có, ở tiểu bang Cali á, thì nó có Bắc Cali và Nam Cali. Ở Bắc Cali thì khí hậu không khí nó lạnh hơn. Lạnh hơn thì nó có hai thành phố rất là nổi tiếng, đó là San Jose với lại San Francisco. Còn ở Nam Cali thì có Los Angeles anh ha. Dạ. Mà khu người Việt. Dạ, với lại thành phố gì anh? Orange County á. Và khu người Việt sống nhiều nhất là ở ngay tại Los Angeles đó cô bác anh chị. Phước Lộc Thọ đó. Vì sao cô bác anh chị biết là khu người Việt lại chọn sống ở tiểu bang Cali nhiều không? Có một thông tin mà Bùi Hồ Bùi Hồ đọc và biết được, một phần lớn người Việt sống ở tiểu bang California nhiều làm số là vì á, nơi này là cái đường vĩ tuyến á, trên cái quả cầu đường vĩ tuyến nó có cái nhiệt độ rồi không khí rồi nó giống như là ở Việt Nam. Thế đề 2024 không kìa, cỏ mà nó làm kìa, đẹp không? Đây là một trong những người mà chăm sóc cái vườn cây cảnh vườn hoa ngay tại cây cầu đỏ này. Mình sẽ thấy ở trên cái vườn hoa này mình sẽ thấy rất là rõ ha. Đầu tiên là năm 2024 màu xanh ở dưới. Ở trên bông đỏ trên là cây cầu đỏ đó cô bác anh chị thấy không? Đúng rồi, cây cầu đỏ đó. Xung quanh ở đó là màu vàng hoặc là màu tím. Tuy nhiên cây cầu đỏ là nó phải có dây có màu đỏ. Đúng rồi, cây cầu đỏ đó, cái khuôn hình của cây cầu đỏ đó. Dạ, đúng anh ha. Cái khuôn hình cây cầu đỏ đó. Còn bên đây là cái nhà gift shop bán quà tặng rồi là kia trên đây. Quà lưu niệm là trên đây đúng không? Quà lưu niệm trong cái căn đó đó. Rất là đẹp, cô bác anh chị thấy đẹp không? Và phải nói là để đến được đây và để tham quan cùng với gia đình anh Minh là một điều hữu duyên rất là lớn. Phải nói là nói lời cảm ơn mà bằng lời nói thì không biết nói như thế nào. Tại vì cô bác anh chị biết là ở Mỹ thì nếp sống công nghiệp mà phải đi làm. Các anh các chị phải có thời gian phải đi làm, nhưng mà các anh chị nhín cái ngày, chị vợ của anh Minh vào là nhín cái ngày nghỉ phép trong năm á, nghỉ luôn. Người Việt mình nhiệt tình nghe không? Cái chỗ đó cũng có ghế cho ta ngồi ngắm kìa, thấy không? Dạ. Ở đây là nhiệt độ rất là lạnh nha cô bác anh chị. Ở đây là nếu như mà nhiệt độ ngoài trời khoảng 20 mấy độ C anh Minh ha. Dạ, hiện tại độ C thì anh không biết, mà độ F là độ F hiện giờ là, để coi coi, 60 độ F. 60 độ F. San Francisco là 60 độ F. Độ C nhưng mà không biết. Cái này không phải gift shop, này là quán cà phê. Quán cà phê ha. Quán cà phê. Tí xíu nữa mình tham quan xong em sẽ thay lời cảm ơn bằng mời anh chị một ly cà phê. Được không? Được. Đi hướng nào anh? Đi qua đây đi ha. Hướng lên cái cầu nè. Chắc qua đây thì nó sẽ nhìn đẹp hơn nè. Đó là hướng lên cái cầu, còn lên là chụp lên, hình. Lên này. Bên đây là chụp hình. Dạ. Yeah. Đây, chuẩn bị tới một trong những cái công trình kiến trúc vĩ đại của nước Mỹ. Một trong những cái công trình mà mỗi khi mà khách du lịch đặt chân đến California thì sẽ đến cái công trình này, đó là cầu đỏ. Và cô bác của anh chị biết là nước Mỹ thì là một trong những cường quốc, là một trong những nước có diện tích lớn thứ tư trên thế giới, sau Nga, sau Trung Quốc.
hình như là bồi hồi nhóm thứ ba hay là thứ tư gì không gặp. Hướng này nè. À, lên hướng bên này hả? Hướng lên. Và cái tiểu bang California của nước Mỹ á, là lớn hơn cả cái diện tích của nước Việt Nam. Một cái tiểu bang giống như một cái tỉnh đó cô bác anh chị. Đi hướng bên đó được không? Nhìn đường xá rồi cảnh quan ở đây nhìn mình nhìn thấy đẹp lắm. Đây bây giờ tới rồi. Ở Mỹ thì tổng cộng là 51 bang anh hả? 50 tiểu bang đúng không? 50 tiểu bang. Thành phố San Francisco đó. À. Đó, ngay trung tâm đó, đẹp không đó, chỗ đó đó, thành phố đó. Và dưới kia là cái thành phố San Francisco nha cô bác anh chị. Đó, ở dưới đó là một cái thành phố San Francisco. Còn đây là bờ biển Đại Tây Dương. Nè, lên đây em chụp thấy hết cây cầu nè, đứng chỗ này là hết cây cầu nè. Đó. Cũng thông tin là cô bác anh chị, nước Mỹ là chưa trải qua một cuộc chiến tranh nào nha. Bị bao bọc bởi hai đại dương đây. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương thì nước Mỹ chưa bị chiến tranh lần nào. Đây. Xa xa tí xíu nha chị. Hai anh em mình sẽ vô một khung hình. Đó, cây cầu nè. Đây là cây cầu đỏ nha. Được mô phỏng lại bởi những cái dây xích nè. Dây xích nè. Dạ, ở đây là những cục sắt. Đẹp ghê không? Người ta làm một cái mô hình nhỏ nhỏ cho mình có thể mình hình dung ra hết được. Đó, cây cầu đó. Đẹp anh ha. Làm hay đó ha. Ừ, hình như là ở đây là ở dưới này có một cái này đung đưa nè được. Đây có một điều cô bác anh chị có thể nghe được cái tiếng sụp không, là đo cái cầu dây nha, nè nó đung đưa được nè, thấy không, dây này người ta mô phỏng nó thực tế, nó đung đưa được. Và ở dưới này nè, thấy không, ở dưới này nè cái trụ, đây là những cái trụ cầu, còn ở đây nè hai bên bờ là nói vô đây có thể đung đưa được. Có một điều là khi mà bắt ngang cái bờ biển này người ta nghiên cứu rất là kỹ làm sao để mà khi mà băng ngang một cái eo biển á thì làm sao cho cây cầu nó xe chạy nó đủ độ an toàn về gió nè, về gió, về đủ độ chắn gió, và khi cây cầu nó những khi mà nhiệt độ thời tiết á gió nó nhiều nó cũng kinh gì là bình thường luôn. Thiết kế này cũng kinh khủng đó. Anh thấy không đúng anh? Chứ không phải là tự nhiên người ta làm gì đâu. À, hay quá trời hay luôn. À, hay ha. Rồi qua đây ha cô bác anh chị. Nữa đây là chụp, thấy cái mấy cái building phía sau San Francisco đó, đứng giống này góc này là chụp hình đẹp lắm. Còn cái là cái đảo tù đó. À, có một điều mà Bùi Hồ muốn chia sẻ nãy giờ, hai anh em với lại chị á, là đứng ở dưới kia chụp hình trước rồi, ở khung cảnh này là chưa có chụp hình. Tí xíu nữa quay thước phim này chụp hình cho cô bác anh chị, và đây mình sẽ cho cô bác anh chị thấy trọn vẹn cái khung hình của cây cầu ha chị ha. À, nhìn ở đây nhìn xuống nè, và bên kia là nó liền với lại phía bắc. À, đẹp ha. Không khí này dễ chịu anh ha. Dễ chịu quá. Và Bùi Hồ được biết là để ngắm được cái ống dòm á là phải bỏ những cái đồng tiền vô dòm, đúng không? Cũng gần đây. Chị ơi, có thể mình sẽ quay qua đây tí xíu. Cô bác anh chị có thể thấy xa xa ở ngoài kia không? Em zoom cho cô bác anh chị thấy nè. Nó bị sương mù che à. Đây chỗ này. À, cô bác anh chị biết đó là cái đảo đúng không? Đó là một cái đảo. Đảo. À, ngày xưa đó là một cái đảo mà để giam giữ những người tù. Tội nặng đó, người tội nặng đó. Những người mà tội nặng người tại nước Mỹ thì người ta sẽ đem ra cái đảo đó. Có một cái câu chuyện rất là hay nè. Người mà xây nhà tù đó, nếu như mà tù nhân nào mà vượt ngục khỏi cái đảo này đó thì nó quỷ nhà trại nhà tù đó. Thì cái nhà tù đó đóng cửa luôn. Nó quỷ luôn. Và đến nay thì cũng chưa có ai vượt ngục đi. Vượt ngục được rồi. Có chưa anh? Người vượt ngục rồi nó mới quỷ đó. Ờ đến nơi đó. Người vượt ngục rồi nó mới quỷ, bây giờ nó làm thành khu du lịch đó. Ờ. Thử tham quan thôi. Ờ trời, tuyên bố mạnh. Có một người vượt ngục được. Ờ nhưng mà giữa biển như vậy vừa có cá mập nè. Nó vượt ngục được, một người vượt ngục được thì ra nó mới quỷ cái trại tù đó luôn á. Bây giờ là làm khu du lịch luôn. Khu du lịch qua tham quan thôi. Ừ. Rồi anh nói nhiều người vượt ngục xong thì chạy cho đóng cửa thì có được thả luôn không? Không biết được thả không, nếu mà biết là có một người vượt ngục đâu mà nó mới quỷ cái trại tù đó đó. Thôi tuyên bố mạnh như người người xây cái trại tù đó tuyên bố mạnh nha. Thế có ai mà vượt ngục được á là nó nhiều quỷ trại tù luôn, cuối cùng có một người. À, có một người vượt ngục rồi. Nó quỷ luôn, bây giờ nó làm thành khu du lịch. Có phải đó là một trong những cái cách mà người Mỹ họ làm truyền thông không? Anh không biết nữa, nhưng mà cái tiểu sử đó là vậy đó. Giống như bây giờ khu cung Sơn mình là thành khu du lịch rồi đó, nó ra cho tham quan vẫn là cái nhà tù nhưng mà không ai ở, cho mình tham quan thôi. À, cho mình ra mình tham quan thôi. Vậy là Bùi Hồ
cái thông tin buổi hồ nó hơi hơi lót đi chậm hơn. Anh là, nghe là như vậy đó. Dạ, vậy là cái nhà tù đó là đã vượt ngục xong rồi. Vượt ngục được. Thành công và người đó đã sống sót sau khi khỏi cái nhà tù đó. Và thì từ đó cái nhà tù đó đóng cửa đến thời điểm hiện tại và chuyển thành cái nhà tù thành cái khu du lịch, khu tham quan. À, khu tham quan. À. Và nơi khi mà đến vịnh San Francisco thì ngoài việc tham quan cái cầu đỏ này thì mình còn cũng đi sẽ tàu tham quan, phải đi tàu. Đi tàu qua đó. Rồi ra bến cảng đi tàu qua đó. Cô bác anh chị biết là mỗi bên là khoảng 3 làn xe, hai bên là 6 làn xe. Cộng thêm là cái trọng tải nó áp xuống nhiều lắm, cộng thêm là cái cầu này nó dài đến gần 3 cây số thì nối liền qua tới bên kia. Phải nói là công trình này không biết là qua hình ảnh thì cô bác anh chị sẽ tưởng tượng nó như thế nào, nhưng mà mình ở đây mình mới cảm nhận hết cái sức ảnh hưởng của cái công trình kiến trúc của Mỹ. Và mà mỗi khi mà những cái đoàn du lịch Việt Nam đều đi đến đều phải đặt chân đến đây. Ở Mỹ thì có hai nơi mình phải đặt chân đến, đó là một khu bờ đông, khu bờ tây. Đây là ở khu bờ tây của nước Mỹ là ở California, còn khu bờ đông là như ở New York đó. Thì mình sẽ cách cô bác anh chị biết là để từ ở đây mà bay đến Washington hay là bay đến New York thì phải bay khoảng 6 tiếng đồng hồ anh Minh ha. Đúng rồi. Khoảng 6 tiếng đồng hồ. 6-7 tiếng á. Ở trong nước Mỹ ngồi trên máy bay 6 tiếng thì cũng rất là xa. Mà do cái thời gian du lịch tại nước Mỹ ngắn hạn thì Bùi Hồ chỉ có thể lưu trú ở một cái tiểu bang thôi. Và để chia sẻ những hình ảnh cho cô bác quý anh chị được biết. Rồi thôi bây giờ mình sẽ tiếp tục cái hành trình đi xuống đây nha. Ở đây thì nó sẽ cận cảnh hơn. Vì sao là công an ở đây lại cưỡi ngựa anh Minh hả? Không biết sao cưỡi ngựa. Mình sẽ tập trung nó đi nha. Lên được hả? Công an không kêu mình kêu chụp hình. Dạ, nó cho mình chụp hình luôn. Thân thiện nha, không có thấy công an mà kêu lại chụp hình đi. Dạ, sao chụp. Vậy chị ơi, quay giùm em cái nha. Đây là một cái... Đây là chú công an chứ không phải là người phục vụ du lịch nha. Dạ, chú công an á. Dạ. Rồi đó chụp hình rồi, xong chụp hình. Mình thấy anh công an này ảnh thân thiện rồi không? Lúc mà ảnh cưỡi con ngựa xuống anh nói lại đi chụp hình đúng không? Dạ, thân thiện anh ha. Nó kêu ông hỏi em muốn chụp hình không đó. Mà anh công an này anh đẹp trai chứ. Ở đây hoàn toàn là không thu phí nha. Không thu phí. Ngựa dễ thương quá. Dạ. Dạ. Thank you. Dạ. Nó cắn không ta? Hả? Ủa cắn. Dễ thương quá ha. Dễ thương quá. Dễ thương quá. Đây là một trong những cái cách mà người Mỹ họ thân thiện với lại khách du lịch đó. Một người mình không nghĩ là một chú công an lại chụp lại đứa cái này. Dạ. Lại thân thiện như vậy luôn á. Đây, anh Minh cũng nói bà xã của mình chụp cho một tấm hình. So cute. Yeah. Việt Nam. He's a YouTuber. Vlog. Yeah. Morning Vietnam. Morning Vietnam. Yeah. Vietnam. Xin chào. Yeah. Hello Vietnam. Yeah. Yeah. Thank you. What's your name? Officer Gordeo. Oh, Officer Gordeo. Thank you. Nice to meet you. Welcome to California. All right. Thank you. Enjoy your visit. Okay. Yeah. Dễ thương ha. À. Ông cảnh sát này quá dễ thương ha. Dạ. Thân thiện cái sợ. Ông đi rồi vòng vòng này cũng cho người ta chụp hình rồi đó. Vừa bảo vệ an ninh mà vừa cho người ta chụp hình. Nhưng mà anh có cảm nhận được rằng ở một cái công trình kiến trúc á, nó toàn bằng sắt như thế này mà có ngựa đi vô mình thấy nó vẫn hay hơn hay là một chạy một chiếc xe đúng không? Xe chạy đâu có được, đường này đâu có xe chạy được. Có xe đạp thôi. Đi. Nè, dạ. Bây giờ mình đi qua đây tí xíu nữa ha. Nãy giờ thì chắc có lẽ là cô bác anh chị đã ngắm toàn bộ cây cầu đỏ rồi đúng không?
nhớ khi mà ngắm cho bùi hồ đã cố ta quay một cách cận cảnh và toàn cảnh nhất về cây cầu đỏ thì cô bác anh chị nhớ cho bùi hồ một lượt like. Đó là cái động lực để mà bùi hồ có thể đặt chân đến những cái vùng đất nó xa hơn và mới lạ hơn để chia sẻ với cô bác anh chị. Và để có được thuyết viên ngày hôm nay là phải hai người phải nghỉ làm để mà đi với bùi hồ. Dạ các bạn nhớ đăng ký kênh Bùi Hồ TV nha, ủng hộ dạ. Ai mấy nha. Dạ. Ở bây giờ qua đây tiếp nha cô bác anh chị. Anh Minh ơi thì bây giờ mọi người cũng đã biết sơ sơ biết về cây cầu đỏ rồi, biết về địa danh du lịch nổi tiếng ngay tại Mỹ rồi. Bây giờ mình sẽ vô thưởng thức một ly cà phê coi giá đây như thế nào anh Minh à. Ok. Dạ. À, cô bác anh chị thấy người Mỹ họ làm du lịch cũng khá là hay đúng không? Từ lan can cây cầu cho đến nhịp xuống cây cầu ở bậc tam cấp này thì họ đều làm màu đỏ hết. À, màu đỏ, đa số màu đỏ nói anh mới để ý đó. Dạ, đa số là màu đỏ hết á. Cái này là cái gì đây? Đây là họ trưng bày lại những cái hình ảnh mà lúc mà mới xây cây cầu ở cô bác anh chị. À chưa hoàn thành nè, cái này chưa hoàn thành. Đây, cô bác anh chị thấy không? À, lúc mà mới khởi công để mà xây cây cầu chưa hoàn thành. À, thật ra thì qua hình ảnh với lại khoảng cách thì nó xa đó, nên thành nữ là cô bác anh chị không hiểu là cái nhịp cầu với lại sắt nó to đến như nào. Nó rất là to luôn, và thậm chí là đến đây nè, cô bác anh chị là gần đây chị ha. Họ những cái nhịp cầu khi mà họ xây họ để đảm bảo an toàn á, họ phải làm một cái lưới ở dưới này. Đó, để mà xuống á. Đó, họ đang họ làm những cái lưới như thế này. Và những cái hệ thống dẫn á, những cái ống dẫn thoát nước, những ống dẫn ở trên cầu đó, ống dẫn dây á, dây cáp á. Dễ sợ không? Ừ. Kinh khủng không cô bác không gì? Cái này là nó cho mình coi cái công trình làm á hả? Do những cái kỹ sư người ta làm đang cái quá trình thi công của anh ha. Ừ. Ừ, những cái này. Người ta đứng lên có chút béo. Đúng rồi. Nguy hiểm lắm đó ha. Nguy hiểm anh cũng ha. Dễ xảy ra tai nạn. Mà thật ra là khi mà xây dựng cái cây cầu này là phải nói là gió biển á, ở đây là đại dương gió biển rất là lớn luôn. Đó là nữ là việc đảm bảo làm sao để tránh gió để xây dựng là nhưng một cái điều. Cây cầu này hàng năm cũng có người nhảy thú tự tử đó nha. Có anh có hả? Vẫn có người đó. Qua đây này nè. Đây là cũng mô hình lại cây cầu anh ha, cũng mô hình luôn đó. Nhưng mà họ thiết kế kiểu khác. Cái này là cô bác anh chị biết sao, đây là cây cầu treo đó. Cây cầu treo này nên thành nữ là người ta mô tả lại cái sự đông đưa ở trong ở giữa cái biển của gió biển á, người ta mô tả là cái sự đung đưa đó, sự lắc của cây cầu á, nó làm hay quá ha. Còn ở trên kia là mình mô tả là ở dưới đây là không có cái móng, không có cái móng ở dưới chân móng đung đưa. Mình qua đây với anh ha. Qua đây đi xuống. Em mời chị qua đây. Đi anh ha. Đi. Anh mình có thể giờ đây là chiến tranh hồi năm chiến tranh thế giới thứ hai đúng không? Đây là chiến tranh thế giới thứ hai. Tại vì cô bác quý chị biết là năm 1900 chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra từ năm 1939 đến năm 1945. Đó thì cây cầu này thì xây dựng năm 1934 đến năm 1937 anh ha. 37 mới hoàn thành. Và bây giờ mình lên đó mình thưởng thức một ly cà phê đi ha. Đi. Ok, mời cô bác quý chị cùng tiếp tục lên trên cái kia để mà mình thưởng thức một cái ly cà phê ngay tại cái cây cầu đỏ Vịnh San Francisco. Nãy em có thâu cái ông cảnh sát nói chuyện không? Dạ có. Ông chúc em đi vui vẻ đó. À. Anh Minh sống ở đây hơn ba mấy năm nên anh Minh mọi việc giao tiếp với lại khách nước ngoài hay là những người dân địa phương ở đây á, anh Minh thì được hỗ trợ Bùi Hồ. Tại vì ra là Bùi Hồ thì không có dành tiếng Anh nhiều. Cái cảnh mát anh Minh ha. Ở bên đó là chắc có quầy lưu niệm anh Minh ha. Anh không có chào hello Việt Nam á. Dạ, anh chào Việt Nam. Ở đó là welcome center là gift shop, quà lưu niệm. Quà lưu niệm. Thôi bây giờ mình sẽ uống cà phê đứng đi ha. Đi chị ha. Ngày hôm nay em có vô em mua một cái sâu chìa khóa hay là cái một cái gì đó để làm quà lưu niệm cho quà Việt Nam á, cho bạn bè đó. Cho biết tới San Francisco. Go gift shop chứ đi. Ai mà xem clip này bình luận hay, Bùi Hồ sẽ để lại địa chỉ tặng một cái quà lưu niệm từ Mỹ. Được không? Chơi gì được không anh Minh ạ? À? Quá đỉnh rồi. Ở này là đó bằng đêm rồi thấy không? Đẹp chưa? Ông ban đêm lắm, mặt đèn lên đẹp quá.
cô bác quý anh chị xem nhớ để lại một cái bình luận nào hay hay, Bùi Hồi sẽ tặng quà lưu niệm ở cây cầu đỏ này, mình xem ở trong đây có gì không nha. Vô đây hai cô bác quý anh chị, nói thật nha, ở Bùi Hồ đã chia sẻ những đoạn clip rất hay rất mỹ, nhưng mà sẽ chia sẻ về một người thợ đủ thời chất, thợ tóc và cây cầu đỏ này. Đây đó, cây cầu đó, cây cầu đỏ này thấy không, cây cầu đỏ đó, cây cầu đỏ này là bao nhiêu tiền anh ha? Cây cầu đỏ đó đây nè, trời ơi, 10 đồng, 10 đồng, có 11 đồng, 11 đồng. Ừ, cây cầu này không là 11 đô, mà chưa thế đó nha, thế xong là cũng khoảng 12-13 đồng á. À, 10 đô thì nó khoảng 200-250. Ừ, không mà mua cái hình đẹp hơn, mua cái hình này nó có đẹp, nhìn nó sống động hơn. À, mua cái móc khóa nó vẫn hợp lý hơn, đúng không? Hợp lý hơn để người ta xài được. Cái này là gì anh? Cái xe điện đấy, nó ngồi chở người ta đi du lịch đó, thành phố, trong thành phố á. À, này là xe điện nè. Còn cái xe điện, cái giống như cái xe để chở du lịch, cái xe đó. Này móc khóa cầu đỏ nè. Ờ, móc khóa cầu đỏ đó. Ừ. À, móc khóa cầu đỏ này là bao nhiêu? Cái này còn có ý nghĩa hơn. Ừ, đâu đây nè. Nó không có giá vậy? Nó có nhiều loại nha. Đây sao nó không có giá? Đây đây đây, 7 đô. 7 đô. 7 đô, 7 đô. Đây nè chị. 7 đô. Chị quay cho cô bác. Chưa thác, chưa thác là chưa thác nha. Còn à, chưa thác đó. Chưa thuế ha. Thuế là thác đó, là thuế đó, ừ. Chưa thuế đó. Ừ. Đây nè cô bác anh chị. Không, cái đó 120 ngàn. Cái này đẹp hơn. Cái này là cái hình cái cầu luôn rồi. Sao biết cô có tên luôn nè. Cái này là cũng 7 đô. Ở cái quầy này đều là 7 đô hết. 8 đô, cái này 8 đô, coi như 8 đô đi. Ờ, 8 đô. Ừ, cái đó là có cái hình có chữ luôn, nó đẹp. Ừ. Nhưng mà cái này nó nặng quá không? Nó nặng quá, cái móc nó dễ bị sứt không? Anh thấy cái này nó nhẹ hơn nè, đúng không? Nhẹ nhưng mà cái này nó không đẹp đâu, cái này có chữ luôn nè, San Francisco nè, California nè. Nè, đó. Ừ. Nó có giá trị hơn. Cô bác anh chị mà muốn sở hữu cái móc khóa của San Francisco này, để lại cái bình luận hay hay cho người hồ. Tí xíu nữa chắc mua vài cái ha. Ừ, mua vài cái đi. Ừ. Mua cái đó hay mua cái này? Ừ, chắc mọi thứ vài miếng đi ha. Ừ. Nhưng mà đẹp mà, cái cầu đỏ này đẹp mà. Đẹp hả chị? Cái đó là cái cầu đỏ. Ừ. Cái đó nhẹ hơn hả? Cái này nhẹ hơn. May mắn lên chìa khóa nó nhẹ hơn. À, nhẹ hơn. À, mình sẽ vô trong cái vậy coi cái nào đẹp. Mới đây là cái gì vậy? Cái hình. Hình cái này là ngày nay. Nè, cái hình nè. Ồ, chiếu em bằng đêm à. nè. À, ồ, cái nó cũng đẹp á, tặng cái nó cũng đẹp á. À. Cái này thì hình này phải có chỗ dán mới được. 3 đô. 3D. 3 đô. Ờ, không, nhưng mà cái này là 3D. Đây nè, cái cầu đỏ trên mây nè thì màu đỏ, là màu đỏ nó đẹp hơn. Đây là hướng khác nè. À. Đó. Này là buổi tối. Tối quá vậy đây nè, là buổi tối đẹp ha. Này là khi mà thời tiết có mây á. À. 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 Vietnam. Oh, you're near me, my neighbor. Australia. Are you Australia? Yeah. From Úc. Úc. Australia, yeah. I'm from Vietnam. Yeah, my neighbor. Really? Neighbor, not too far from Vietnam, Australia. Are you a good cook? I love you. I do. I love Vietnamese food. Yeah. Thank you. My neighbors, where I live in Australia, they're Vietnamese. Yeah. À, chị quay qua chị, anh nói sao? Bên đây đâu? Thân thiện đúng không? Have you been Vietnam? No, not yet. I am planning to go. But you plan to go? Yes, yes. Try to go a lot of tourists now. My friends have been, so I've got to do my next list. Quay ổng kìa. Yeah. Enjoy your holiday. Yeah. Ông nói là có YouTuber, he's a YouTuber. He's a YouTuber. YouTube, vlog. Oh, camera. Oh, yeah. Camera again. Yeah, yeah, okay. À, ông nói là ông nói là có một người hàng xóm là người Việt Nam sống ở gần nhà ông á, là rất là tốt bụng. Nấu ăn ngon. Nấu ăn lại ngon nữa. Right, you say your neighbor Vietnamese? Yes. Is it good cooking? Oh, yes, very good cook. Yeah, thank you. That's why you like it, huh? Yeah, they're very good. What city in Australia? There's out of Hanoi. Oh, I live in Perth.
Perth, Western Australia. My best friend in Adelaide. Adelaide, okay. And my cousin in Melbourne. Melbourne, okay. Yeah, yeah. Yeah. Ông sống ở Melbourne anh hả? Hả? Ông ở thành phố khác. Yeah. Anh nói ông là bạn anh ở on bên the other side of the country. Yes. Yeah. And good to meet you. What's your name? Peter. Peter, my name Min. Min. In Vietnam, Ho. Ho. Yeah. My name, my wife Mui. Mui, nice to meet you. Nice to meet you. Sugamagao, hello, Miss Việt Nam. Hello. Hello, xin chào. Vietnam. Xin chào Việt Nam. From Australia. From Australia. Xin chào Việt Nam. Thank you. Are they from huh? You speak French? No. Oh. No, not my parents. Your parents? Oh, well, I talk to them in French. Thank you. Are you visiting here? Yes, yeah, just for holiday. Okay, have a good trip. Yeah, thank you. Welcome to America. You how long I live you here. Oh, you my live friend here? Come to Vietnam 3 days ago. Oh, okay, you live here. Yeah, beautiful. Yeah. I take him go around San Francisco. You've got a good guide. Yeah, thank you, thank you. Ông gặp mình anh em mình quay phim á thì ông hỏi quay phim anh ha. Rồi ông nói là ông ở Úc. Và sau đó thì ông nói là Việt Nam có nhiều đồ ăn ngon hả? Ông nói hàng xóm ông là người Việt Nam. Hàng xóm người Việt Nam. Nấu đồ ăn giống ông thích người ta ăn Việt Nam á. Ở đây là những cái quyển sách ha. Tranh tô tranh á. Tô tranh đó phải không? Tô tranh á. Tô màu cho tranh á. Ở đây nó có nhiều cái công trình của nước Mỹ cũng như là biểu tượng của nước Mỹ. Đi vòng vòng coi đi. Cái cầu này hả chị? Đây nó phải chìa khóa. Cái này là cái thôi. Mình hất vô, mình hất vô. Hất cho tủ lạnh đó. Mình hất vô tủ lạnh hay là đó. Tủ lạnh. Nhưng mà cái này thì nó không tiện lợi bằng cái móc chìa khóa mình thấy mỗi ngày. Mấy cái này cũng đẹp quá. Cái này là 4 cái luôn. Cái này phải chìa khóa này để dán lên tủ lạnh luôn phải không? Đúng rồi, cái này để dán. Nhưng mà em có mua những... Còn cái này là cái gì vậy không? Mua những cái loại dán này rồi. Cái này bộ sưu tập của nó dán lên tủ lạnh. Cũng dán lên tủ lạnh luôn. Nhưng mà ở đây không phải là riêng về cái cầu không, mà nó rất là nhiều công trình của Mỹ luôn. Trong thành phố luôn, không của San Phan không ạ? Của San Phan không ha. San Phan không, là trong biết trong thành phố, bên trong thành phố á. Nè, bên trong thành phố á. Nhưng mà nhỏ người ta coi đâu có hết. Đây bộ này 6 đồng. 6 đồng này, cái này nè. Cái này 13 đồng, 14 đồng. 14 đồng. Ừ. Cái này cái miếng dán thôi mà 6 đồng ha. Bằng mắt quá ha. Cái tờ giấy rồi có gì đâu. Này tính ra mắt chị hơn. Bằng mắt quá. Mình thấy cái nào nó hợp lý thì mình làm quà. Mua làm quà. Cái này là cái ca hả? Cái ly xấu quá vậy. Xấu quá. Xấu quá đó lại trang mày bùa luôn. Cái này xấu quá. Cái này khay mini. Hả? Khay mini. Dạ. Còn này là túi sách ha. Túi sách. Ở túi sách này mà 18 đồng. À. Nhưng mà đâu có gì đẹp đâu đúng không? Đồng đó. Chỉ có cái hình này thôi chị ha. Chứ nó đâu có đẹp đâu. Biên vòng cho mới hết đi cho biết đi. Ở đây có cả những cái con gấu, những cái áo thun và những cái nón á. Có này đâu làm quà. Nhưng mà thật ra thì giá ở đây thì khoảng 18 đồng, cái áo này khoảng 18 đồng. Mắc á, ở bên thành phố này là mắc tiền mà. Còn 4 năm 500 ngàn tiền Việt Nam. Thành phố du lịch mà đâu mấy cái đồ này bán mắc lắm. Cái áo em bé thôi nha. Chị. Ừ. 500 ngàn. 500 ngàn Việt Nam. Cái áo thun này cũng đâu có đẹp gì lắm đâu, thấy không? Thường thôi hả? Cùng chất lượng giải nhưng mà ở mỗi quốc gia khác nhau, cái thu nhập cũng khác nhau, sẽ khác nhau. Thành phố du lịch có bán gì cũng mắc. Thành phố du lịch bán mắc. Bán du lịch nó bán gì cũng mắc á. Cái này là 500 ngàn. Qua đây đi ha. Chắc có lẽ là mình sẽ lấy cái móc khóa thấy nó hợp lý hơn đúng không? Móc khóa đi, móc khóa được. Móc khóa cái nhẹ nhẹ lấy cây cầu cũng được. Dạ. Lấy cây cầu ha. Đỏ nó ấn cái điểm nhấn là cây cầu đi. Ok, qua đây hai chị ha. Mình sẽ lấy cái móc khóa hình cái cầu nha. Một cái là 6 đô, đúng không? Mình sẽ lấy cho mọi người cái là khoảng cho 100 mấy thôi. Mình sẽ lấy cái này anh Minh, cái này thôi là một thứ ha. Thứ thôi rồi cho thứ đấy. Mình sẽ lấy 5 cái nha. Cái cầu San Francisco rồi. Ok ha. 5 cái đây rồi. 5 cái. Chị thấy này đẹp không? Cái đó thì có tên, có hình.
Nó tạo hình, nó gọn hơn, cái này hơi bị dài. Này hơi bị dài. Nó hơi bị vướng luôn. Hơi bị vướng, cái này thì gọn hơn này. Cái này bỏ vô túi hơi bị vướng á, nó dài quá. Để cho biết nè. Made in China. Trời, made in China. Nè. Nhưng mà bán ở Mỹ nha. Bán ở Mỹ rồi. Thì mấy cái này là made in China hết á hả? Đúng rồi anh. Trời đất ơi. Trời ơi. Nó giờ anh không để ý luôn á. Người Việt Nam qua qua mua cái quà lưu niệm nước Mỹ mà người Trung Quốc làm. Xíu mấy không? Mấy lên tờ China cái tự nhiên hết muốn mua luôn. Thấy cái chữ đó đó ha. Anh Minh ha. Thấy chữ đó. Nhưng mà thật ra là hàng Trung Quốc là có những hàng rất là tốt nha cô. Ủa, cái này là có China xanh anh không thấy. Mấy lên China nữa. Chết mẹ China không mà. Mấy cái chất lượng là Mỹ nhưng mà qua bên đó nó gia công á. Nó gia công rồi đó. Qua đó gia công rồi mới nhập về lại. Đồ bên này hết rồi đó, bên đó nó gia công, cũng gia công bên đó nó lại. Ở trên này nó vẫn có cái chữ Sài Gòn Sipco nè chị. Có không? Có nè. Phải có chữ Sài Gòn Sipco mới được. Sài Gòn Sipco nhưng mà nó hơi bị dài đó. Bỏ vô túi quần rồi hơi bị cộm à. Đúng rồi. Cái này vậy là mình lấy hai này còn tổng cộng 5 cái đi. Năm cái đi. Hai này ba kia hay là gì? Hai cái này ba kia. Hai này ba kia đi. Hai cái này đi. Tôi yêu chia sẻ một điều cô bác anh chị. Cái chữ mà tôi yêu Sài Gòn Sipco. Bye bye. Ngày bye xưa bye. Mà cái Mỹ làm truyền thông á nha. Mỹ làm truyền thông có những cái áo là tôi yêu New York. Thì sau này cái hiệu ứng mà tôi yêu, tôi hành trái tim yêu New York in lên những cái áo á. Tôi yêu Việt Nam là xuất phát từ Mỹ. Xuất phát từ New York. Gì hả? Dạ. Xuất phát từ New York hả? Dạ, xuất phát từ Mỹ á. Thấy nó đi. Có cô nào nước da ngâm ngâm không? Thấy không, ở đây toàn là nước khác qua, thấy không, nãy bên Úc qua thấy không? Dạ. Nước khác họ qua đây cũng nhiều lắm. Nhưng mà hay mà, vẫn hợp lý ha. Hợp lý. Cái này thì khoảng 8 đô thì tiền Việt bây giờ khoảng 178. Cái ông đó ở bên châu Âu rồi, nghe nói tiếng châu Âu rồi. Không phải tiếng Mỹ. Nhưng mà nhìn đẹp ghê á. Dễ thương. Cái bao nhiêu? Cái này là 8 đô, chưa thuế ha. Còn cái này là... Cái này không biết giá luôn. Nó scan là nó biết à? Nó có mã, nó cost. Dạ. Nó scan được cái barcode nè. Dạ. Từ đầu nó sẽ biết bao nhiêu tiền. Đây chị ha. Cái mã này. Đơn good, thank you. Cô muốn cái túi không? Cái túi hả? Không cần nữa ha. Không đâu. No thanks. Cái túi đựng á, túi đựng cột vô á. Cái túi đựng hay bỏ vô đây. Ok. Ok. Bỏ vô đó đi. Cái túi không? Cái túi là one bag please. One bag. You want it? Yeah. Oh, okay. Cái túi giấy nha. Túi giấy hả? Túi này nó thân thiện với môi trường. Phải không? Đúng rồi. Nhưng mà em thấy túi này nó vẫn hợp lý mà đúng không? Thôi chị ha. Không phải tất cả là bao nhiêu. Cũng ba mấy đồng á. 60 đồng. 20, 40, 60, 80. 40 đồng. Thank you. Đây. 5 cái hộ quà lưu niệm á là tổng là 60 đồng 8 sen. 8 sen. Dạ. Thì họ thối mình lại 6 40 đồng. 60 đồng. Ủa, họ thối mình lại 60 đồng. Họ nãy là 40 mình đưa 100. Thôi tổng cộng là 39 đồng 92. Đi ra đi. Đó, còn họ thối mình những cái sen nhỏ nhỏ nữa nè. 39 đồng 40 đồng. Thì nó khoảng chỉ có 1 triệu. 1 triệu đúng không chị ha? Thôi có nhân triệu gần triệu, triệu á, triệu á. Buồn cái đó nhiều lắm bằng triệu á hả? Ồ. Dễ sợ. Thôi thì vừa hồi cũng đã nói rồi, bây giờ thì cứ bình luận hay hay. Đâu cần xài dạ. Đâu nha. Bình luận hay hay để lại thì vừa hồi tặng thêm một mò đó, tặng bây giờ, một. Thôi lên uống đi, tại mình ra bến cảng đồ quán còn nhiều lắm ra đó làm luôn. Thôi bây giờ thì chắc lẽ clip này cũng đã dài rồi. Đúng rồi. Thì bây giờ sẽ ra bến cảng cho coi còn một cái điều thú vị nữa.
rồi sẽ uống cà phê được không? Rồi bây giờ thì có lẽ là hai anh em mình xin chào và hẹn gặp lại ở clip sau nha. Rồi xin chào quý vị khán giả nha, của kênh Bùa Hồ TV.